Chào hôm qua đã quay trở lại với Ember Channel, lại là mình đây. Trong phân khúc giá điện thoại từ 3 đến 4 triệu thì chúng ta sẽ có khá là nhiều lựa chọn đúng không? Đến từ Xiaomi, đến từ Vsmart, đến từ Realme. Ví dụ như là các sản phẩm Realme 6 thì đang được giảm giá tục quần này. Hay là chúng ta sẽ có trong tầm này thì sẽ có Vsmart Line 4. Và trong tầm này điện thoại nhà Xiaomi thì các bạn sẽ có cái sản phẩm là Redmi Note 9 hoặc là Redmi 9 chẳng hạn. Thì mình thấy nó cũng khá là thơm. Tuy nhiên thì mình thấy rằng nếu như để tìm kiếm cho mình một cái điện thoại mà vô địch trong tầm giá 3 đến loanh quanh tầm là 4 triệu thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua được cái tên là LG V40 ThinQ các bạn ạ. Hôm nay thì mình đã có ở đây là một chiếc điện thoại LG V40 ThinQ. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình đánh giá về chiếc LG V40 ThinQ này, đánh giá lại thôi. Và cũng như là so sánh với những sản phẩm như là Realme 6, so sánh với những sản phẩm như là Redmi Note 9, rồi là cái sản phẩm như là Vsmart Line 4, để xem là với sản phẩm LG V40 ThinQ này thì bây giờ nó có những cái điểm cộng như thế nào, nó sẽ có những cái điểm trừ như thế nào, và cũng như trong phân khúc giá loanh quanh dưới 4 triệu thì đây có phải là một con điện thoại ngon hay không nhá. Và trước khi bắt đầu video này thì mình cũng muốn giới thiệu cho anh em một cái giải pháp tủ đồ cho nam giới, đặc biệt là những anh em đang xem cái video này. Nếu bạn nào thích một cái phong cách ăn mặc nó đơn giản, bao gồm một cái quần short này, bao gồm một cái áo thun trơn, thì có thể tham khảo ngay tại Coolmate nhé. Tại vì hiện tại Coolmate thì đang bán rất là nhiều những sản phẩm tủ đồ nam với một cái mức giá cực kỳ hợp lý. Bạn có thể lên đây để có thể lựa những cái áo thun này, rồi chúng ta có thể lựa những cái combo như là cool soup. Chúng ta sẽ bao gồm tận là 4 món, nhưng mà mức giá của nó thì tương đối là rẻ. Cái áo này bình thường mức giá 259.000 thì phải, quần xịp mức giá bình thường của nó là 69 hay 79.000 mình nhớ không nhầm. Chúng ta sẽ có đôi giớ 39.000 và cũng như là chúng ta sẽ có một khẩu trang 19.000. Nhưng mà trong cái combo cool soup này thì các bạn có thể mua nó chỉ với mức giá là 229.000 mà thôi. Như vậy là tiết kiệm lên đến là hơn 200.000 đồng. Thì cụ thể về những chương trình khuyến mãi cũng như tủ đồ của nam giới như thế nào thì các bạn có thể tham khảo ngay tại đường link phần mô tả video nhé. Còn bây giờ các bạn hãy cùng mình đến với video này thôi. Ok, và với cái sản phẩm LG V40 ThinQ này thì cái đầu tiên chúng ta cần phải bàn đến đó chính là về phần mức giá. Thì với sản phẩm LG V40 ThinQ này, hiện tại mình đang bán trên Shopee, chính chủ mình bán phiên bản Hàn Quốc 128GB, mình sẽ bán với mức giá là 3.890.000 đồng. Thì mình thấy đây một cái mức giá gần như là rẻ nhất thị trường cho cái sản phẩm LG V40 ThinQ phiên bản Hàn 128GB rồi. Và cùng với đó thì những chiếc máy bên mình bán thì bên mình sẽ cam kết là máy zin 100%, chưa qua thay thế sửa chữa linh kiện, và những sản phẩm này thì mình nhập trực tiếp từ Hàn Quốc về nên là mình sẽ đảm bảo chất lượng 100% cho anh em. Đó, và nếu bạn nào quan tâm về sản phẩm này thì đường link mua hàng mình cũng sẽ để ngay phần mô tả video để bạn có thể click vào và mua một cách nhanh nhất. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói đến những cái điểm cộng của LG V40 ThinQ trong cái tầm này. Thiết kế LG V40 ThinQ là một cái điểm mà mình thực sự là hơi khó để chê được trong cái tầm tiền này. Tại vì nếu như những dòng flagship trong tầm này thì mình thấy thiết kế của nó cũng chưa được gọi là xịn sò, chưa được cao cấp cho lắm. Với sản phẩm LG V40 ThinQ, đây là một cái dòng flagship mà nó phải sánh ngang hàng với lại Note 8 của nhà Samsung hay là những cái siêu phẩm khác. Và cái phần hoàn thiện của nó thì được làm từ chất liệu là kim loại ở phần viền, và mặt sau của nó sẽ là bề mặt kính nhá. Và với bề mặt kính của sản phẩm LG V40 ThinQ phiên bản màu bạc mình đang có ở đây thì đây là cái bề mặt kính mờ, nó ít bám lại mồ hôi, dấu vân tay cũng như là ít để lại những cái vết xước. Thì mình thấy đây là một cái điểm cộng khi mà chúng ta so sánh với những đối thủ trong tầm giá hàng mới ấy, thì mình thấy nó chỉ làm từ nhựa mà thôi, và nếu so sánh với LG V40 ThinQ thì gần như là không thể nào mà có thể so sánh được về cái độ hoàn thiện và về cái sự cao cấp của nó. Và ở ngay phần mặt sau thì với sản phẩm LG V40 ThinQ thì nó sẽ được trang bị cho chúng ta đó chính là cụm 3 camera. Với phiên bản hàng Hàn hay là với phiên bản hàng Mỹ thì cái camera của nó vẫn tương tự như nhau nhé. Nó không giống như là LG G8 và LG G8 bản Hàn, bản Mỹ thì nó sẽ hai phiên bản khác nhau hoàn toàn. Khi phiên bản Mỹ thì nó sẽ có 2 cam, phiên bản Hàn thì nó sẽ có là 3 cam. Và 3 camera đang có sau cái sản phẩm LG V40 ThinQ thì mình đánh giá rằng chất lượng của nó và nói rằng là rất rất tốt. Và nếu như mà để lựa chọn một cái sản phẩm có camera đẹp trong tầm giá này thì LG V40 ThinQ chính là một cái sản phẩm mà chúng ta không thể nào bỏ qua. Nó sẽ được trang bị cho mình camera chính là 12 chấm và khẩu độ của nó f1.5, chụp ảnh chiếu sáng phải nói là cực kỳ tốt, và nó sẽ còn có thêm cái camera tele là 12 chấm để chúng ta zoom xa, zoom gần một cách tốt hơn. Và bên cạnh đó thì nó sẽ được trang bị cho chúng ta camera góc rộng là 16 chấm, thì nó thực sự là rất chất lượng các bạn ạ. Camera góc rộng của nó thì
chi tiết ok này, và nó có camera tele cũng như là nó sẽ còn có cho mình cái khả năng đó chính là xóa phông, thì mình thấy rằng là cụm camera trên cái sản phẩm LG V40 nó khá là tốt. Và mình đã thử chụp trong rất là nhiều điều kiện và mình cũng đã có những video đánh giá rất chi tiết về phần camera của sản phẩm LG V40 ThinQ rồi. Trong tầm giá tầm 3-4 triệu, thậm chí là 5 triệu, những chiếc máy mới hàng chính hãng thì rất khó để có thể so sánh được với chiếc máy này về phần camera. Còn nếu như chúng ta so sánh với những dòng flagship trong tầm tiền này thì mình thấy nếu để vượt qua được cái sản phẩm LG V40 ThinQ thì chúng ta chỉ có một vài dòng điện thoại nhất định thôi. Mình có thể kể tên ba cái tên. Thứ nhất là Pixel 2 XL, thứ hai đó chính là Pixel 3a và thứ tư đó chính là cái sản phẩm Pixel 3. Thì ba cái sản phẩm đấy may ra nó mới nhỉnh hơn về phần camera khi mà chúng ta so sánh với lại cái sản phẩm là LG V40. Tuy nhiên nó chỉ nhỉnh hơn về mặt camera thôi. Còn nếu như các bạn cần một cái khả năng quay video là tốt nhất thì thật sự mình thấy rằng là LG V40 ThinQ nó sẽ có được một khả năng quay video là tốt hơn so với những cái sản phẩm như là đến từ Pixel chẳng hạn. Và cái mic của cái sản phẩm LG V40 ThinQ ấy thì mình thấy khi mà chúng ta quay video, khi mà chúng ta làm vlog hoặc là thu âm thì nó rất là tốt. Ok, ngay bên dưới cụm camera thì các bạn sẽ có cảm biến vân tay ở đây. Đây là cảm biến vân tay một chạm. Có một cái điểm trừ mà mình cần chia sẻ với các bạn ngay lập tức. Khi chúng ta để điện thoại trên mặt bàn như thế này, chúng ta rất khó để có thể mở khóa vân tay được. Nó không giống như vân tay cạnh viền các bạn có thể chạm vào cách đơn giản, hoặc là các vân tay mặt trước hoặc vân tay dưới màn các bạn chỉ ấn nhẹ là được. Mà với những điện thoại có camera có vân tay ở mặt sau thì bắt buộc chúng ta phải nhấc hẳn cái điện thoại lên. Nói chung thì cái này cũng không phải là một cái điểm yếu gì đấy quá đáng kể đâu, mà là một cái điểm hơi bất tiện một xíu thôi. Và với sản phẩm LG V40 ThinQ thì nó sẽ được trang bị cho chúng ta một cái màn hình với kích thước đó chính là 6.4 inch. Và với cái màn hình này thì nó sẽ dùng cho mình tấm nền là POLED LCD, cũng như là nó sẽ được trang bị chúng ta công nghệ HDR10 và độ phân giải của nó sẽ là 2K+ các bạn ạ. Và với cái màn hình này thực sự thì mình thấy rằng là khả năng hiển thị của nó thì gần như là vô đối trong tầm giá luôn. Tại vì mình có thể so sánh với một số đối thủ trong tầm giá này như là màn hình của sản phẩm Pixel 2 XL, thực sự là nó không đẹp bằng so với LG V40 ThinQ, hoặc là màn hình của cái sản phẩm Xperia XZ2 nó cũng không đẹp bằng, màn hình của LG G7 nó cũng không, thực sự là không đẹp bằng. Nói chung thì màn hình của cái sản phẩm LG V40 ThinQ là một trong những sản phẩm mà có được cái khả năng hiển thị tốt nhất trong cái tầm tiền từ 3-4 triệu. Còn so sánh với những chiếc điện thoại hàng mới hàng chính hãng thì thực sự là màn hình của những dòng điện thoại hàng mới chính hãng trong tầm giá 3-4 triệu, thậm chí là tầm 7-8 triệu quay đầu thì nó cũng chỉ có cho mình cái màn hình IPS LCD cùng với, hoặc là nếu cao cấp lắm thì cũng chỉ có AMOLED kiểu dạng giá rẻ mà thôi. Thế nên là nếu chúng ta xét đến chất lượng hiển thị ấy thì mình thấy LG V40 ThinQ nó sẽ có một khả năng hiển thị kiểu nó rất là ngon trong tầm giá ấy. Nhưng mà có một cái điểm trừ, chính xác hơn là hai cái điểm trừ đang có trên sản phẩm LG V40 ThinQ mình đang có ở đây. Cái điểm trừ đầu tiên đó chính là về phần màn hình. Cái điểm trừ đầu tiên đó chính là về phần thiết kế màn hình. Khi mà màn hình của sản phẩm này thì nó sẽ dùng cho mình cái thiết kế màn hình tai thỏ các bạn ạ. Và đây là một cái xu hướng nó hơi bị xa xưa một tí xíu rồi. Và bây giờ thì gần như là những điện thoại màn hình tai thỏ không còn xuất hiện nữa. Và với cái màn hình tai thỏ này thì nó cũng sẽ bị chiếm mất một cái phần không gian hiển thị màn hình. Và đây là một cái điểm mà thật sự mình không được thích cho lắm. Và với cái phần tai thỏ này thì bạn sẽ có ở đây là cụm camera selfie kép các bạn ạ. Và với cụm camera selfie kép này thì bạn sẽ có cho mình độ phân giải của ống kính chính đó chính là 8 megapixel, và chúng ta còn được trang bị thêm cái camera góc rộng là 5 megapixel để giúp chúng ta có thể selfie cá nhân một cách tốt hơn, cũng như là nếu như các bạn chụp ảnh nhóm thì chúng ta cũng có thể chụp ảnh góc rộng một cách ngon lành. Nói chung thì camera selfie và cụm camera đang có trên các sản phẩm LG V40 ThinQ thì nó rất là toàn năng khi được trang bị lên đến là 5 camera cho cả trước và sau các bạn ạ. Và cái điểm thứ hai mà mình cần chê, chính xác hơn cũng phải không phải là chê đâu, mà với màn hình của LG V40 ThinQ được ra mắt cái đấy hơn 2 năm trước rồi thì nó không có cho mình cái tần số quét là 90Hz, mà nó vẫn chỉ dùng cho mình cái tần số quét là 60Hz mà thôi. Tuy nhiên thì mình thấy trong tầm tiền này và với cấu hình như vậy thì màn hình 60Hz là nó đã quá đủ dùng rồi. Rồi, đến với một cái điểm mà thật sự mình nghĩ rằng là với phiên bản LG V40 ThinQ Hàn nó tốt hơn là so với LG V40 ThinQ hàng Mỹ, trong khi mức giá chênh lệch nhau không nhiều, đó chính là về phần mềm. Tại vì là với những chiếc LG V40 ThinQ Hàn, chúng ta sẽ được update OTA lên phiên bản Android 10 một cách cực kỳ nhanh chóng. Các bạn chỉ việc về nhấn cài đặt kết nối Wi-Fi và sau đó các bạn sẽ vào phần hệ thống, chúng ta chọn vào trung tâm cập nhật và chọn đến cái phần cập nhật hệ thống là chúng ta đã có thể lên được Android 10 rồi. Và nó sẽ có rất là nhiều các phiên bản vá bảo mật khác nhau. Còn với LG V40 ThinQ hàng Mỹ ấy
thì cái phần mềm của nó hiện tại đang dừng ở phiên bản Android 9 mà thôi. Và nếu bạn muốn nâng lên Android 10 thì bắt buộc chúng ta phải can thiệp bằng cách là cài ROM bằng cái phần mềm LGUP, hoặc là chúng ta phải can thiệp bằng máy tính thì mới có thể cài được. Còn nếu như mặc định của nhà sản xuất thì chúng ta chưa có phiên bản Android 10 cho chiếc LG V40 ThinQ, phiên bản hàng Mỹ nhé. Thế nên lựa chọn phiên bản Hàn là mình thấy một cái lựa chọn cực kỳ hợp lý nếu như bạn muốn cập nhật phần mềm một cách ổn định và nhanh chóng nhất. Và với cái sản phẩm LG V40 ThinQ ấy thì cái phần mềm của nó thì không có quá nhiều thứ chúng ta cần phải chia sẻ đâu. Có một cái điểm mà mình nghĩ rằng nó sẽ cải thiện từ phiên bản Android 9 lên Android 10, đó chính là với phiên bản Android 10 thì nó sẽ có cái thao tác vuốt như các bạn thấy này, mình vào phần camera và sau đó mình vuốt lên thì nó sẽ ngay lập tức ra màn hình chính. Mình vào cái phần set play vuốt lên, hoặc là mình có thể là vuốt qua trái qua phải, và đây là một cái điểm mà chỉ có hệ điều hành Android 10 của LG mới có thôi. Còn với hệ điều hành Android 9 của LG thì nó chưa tích hợp điều này, và mình thấy cái phím điều hướng của nó thì bây giờ nó không còn được tiện lợi nữa các bạn ạ. Rồi, đến với lại cái phần là cấu hình đi. Thì với chiếc LG V40 ThinQ thì mình cũng xin khẳng định luôn là trong tầm giá kiểu 4 triệu quay đầu thì LG V40 ThinQ là một trong những con điện thoại mà có cấu hình gần như là cực kỳ tốt trong tầm giá này rồi. Và chúng ta gần như khó có cái đối thủ nào có thể gọi là vượt qua được LG V40 ThinQ về cái phần cấu hình, khi mà chiếc máy này sẽ được trang bị cho chúng ta con chip Snapdragon 845. Và với phiên bản hàng Hàn nhá thì nó sẽ được trang bị cho chúng ta là 6GB RAM. Bên cạnh đó các bạn sẽ còn có bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Thì mình thấy với 6GB RAM khi mà chúng ta so sánh với lại Pixel này nó chỉ có 4GB, so sánh với Xperia XZ2 nó cũng chỉ có 4GB, và so sánh với những sản phẩm khác kiểu hàng qua sử dụng trong tầm tiền này nó cũng chỉ có 4GB RAM mà thôi. Như vậy 6GB RAM trên các sản phẩm LG V40 ThinQ thì nó sẽ chúng ta có khả năng đa nhiệm một cách tốt hơn, và cũng như là sử dụng nhiều ứng dụng một cách ngon lành hơn. Còn bộ nhớ trong 128GB thì mình thấy rằng là nó cũng sẽ rất tiện lợi nếu như bạn lưu trữ nhiều game ứng dụng như mình đang có ở đây. Có một thêm một cái chia sẻ cho các bạn, đó chính là phiên bản hàng Mỹ ấy, thì nó chỉ có là 64GB bộ nhớ trong mà thôi, nó không có 128 như là cái LG V40 ThinQ Hàn mình đang có ở đây nhé. Thế nên các bạn có thể lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Rồi, với con chip 845 đang có trên cái sản phẩm LG V40 ThinQ thì mình thấy rằng là hiệu năng của nó thì cũng rất là tốt. Tuy nhiên thì có một vấn đề là cái phần mềm Game Tuner đang có trên sản phẩm LG V40 ThinQ nó sẽ hạ sức mạnh của con chip 845. Thế nên nếu như các bạn mà mua chiếc máy này về thì nên gỡ phần mềm Game Tuner để có được cái phần trải nghiệm hiệu năng là tốt nhất. Nếu bạn nào chưa biết gỡ phần mềm Game Tuner như thế nào hoặc là gặp vấn đề gì thì có thể liên hệ trực tiếp với H20 Store. Còn nếu các bạn không biết thì mình có thể làm một cái video hướng dẫn gỡ Game Tuner trong một video lần sau nhé. Và chiếc LG V40 ThinQ này sau khi các bạn gỡ phần mềm Game Tuner đi xong rồi thì mình thấy là với cái việc trải nghiệm những tựa game phổ biến như là Liên Quân này, Tốc Chiến này, là PUBG, chúng ta vẫn có thể chơi được ở cái mức là 60fps một cách cực kỳ ngon lành. Và nếu bạn chơi những tựa game hardcore như là Genshin Impact thì nó vẫn có thể chơi được ở cái mức là 30fps và đồ họa ở cái mức trung bình nhé. Tại vì tựa game Genshin Impact là một tựa game mà đồ họa nó quá cao, thế nên là nếu như các bạn chơi trên những chiếc máy 845 hay thậm chí là 855 thì các bạn nên setting ở một cái mức hợp lý. Còn nếu như bạn setting ở cái mức cao thì chắc chắn giật lag là cái điều chúng ta không thể nào mà tránh khỏi. Và nếu như mình so sánh cấu hình của chiếc 845 này với lại những chiếc điện thoại hàng chính hãng ấy thì mình thấy rằng là gần như không có điện thoại nào trong tầm giá này có thể vượt được về cái phần hiệu năng khi mà chúng ta so sánh với LG V40 ThinQ. Quên, mình cũng chia sẻ với các bạn về cái điểm số AnTuTu mình chấm được trên phiên bản Android 10 trên chiếc LG V40 ThinQ sau khi mình đút nó vào tủ lạnh là 356.309 điểm AnTuTu nha các bạn. Như vậy thì nó cao hơn tận là 340.000 điểm khi mà chúng ta so sánh với phiên bản Android 9. Nói chung thì sẽ hiệu năng sẽ được cải thiện một tí xíu. Ok, bây giờ thì mình sẽ nói đến một cái phần mà các bạn chắc chắn sẽ quan tâm về cái sản phẩm này, đó chính là về phần pin. Thì với sản phẩm LG V40 ThinQ thì nó chỉ được trang bị cho mình cái dung lượng pin là 3.300 mAh mà thôi. Và đây không phải là một cái dung lượng pin quá trâu với những gì mà LG V40 ThinQ nó đang có từ một cái màn hình độ phân giải 2K, từ con chip là 845. Đó, các bạn thấy không? Hai cái này nó đã tiêu tốn điện năng một cách rất là kinh khủng rồi. Thì với viên pin 3.300 mAh nó chỉ đủ đáp ứng cái nhu cầu của chúng ta trong vòng tầm là 3 đến là 4 tiếng hơn sử dụng mà thôi. Còn nếu bạn chơi game liên tục thì nó sẽ rơi vào khoảng là tầm hơn 3 tiếng một tí xíu. Đó, hiện tại thì mình cũng đang trải nghiệm cái sản phẩm LG V40 ThinQ này khá là nhiều rồi. Mình có xem YouTube này, mình cũng đã có trải nghiệm game trên chiếc máy này thì mình thấy rằng là pin của nó thì dao động tầm là 3 đến 4 giờ sử dụng. Và chiếc máy này thì nó sẽ có cho mình công nghệ sạc nhanh là 18W. Tuy nhiên cái trải nghiệm thực tế của mình ấy khi mà dùng LG V40 ThinQ thì nó thực sự là
nó không phải quá nhanh, sạc của nó thì cũng phải gần 2 giờ mới đầy cơ. Rồi, nếu mà các bạn đang cần cho mình một cái điện thoại mà thực sự có một cái viên pin gọi là trâu nhất trong cái tầm giá này, thì mình khuyên các bạn là chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm máy mới. Tại vì những sản phẩm máy mới trong tầm tiền 3-4 triệu thì các bạn đã có cho mình pin 5.000 mAh, thậm chí là 6.000 mAh rồi. Thế nên nếu bạn nào mà cần kiểu pin siêu trâu ấy, đây chưa phải một lựa chọn hợp lý đâu. Ok, đến với lại những cái điểm cộng tiếp theo của sản phẩm LG V40 ThinQ mà mình chưa có nói đến cho các bạn, thì nó sẽ được trang bị cho mình cái hệ thống loa bong bốc, và đây là một hệ thống loa kép luôn. Thế nên là cái khả năng nghe nhạc của nó thì phải nói là cực kỳ là ngon lành luôn. Và có một điểm cộng nữa khi mà chúng ta so sánh với những đối thủ khác đang có trong tầm này, ví dụ như là Xperia XZ2, ví dụ như là HTC vân vân và mây, thì LG nó sẽ có cho mình cái jack cắm tai nghe 3.5. Thế nên nếu bạn nào mà muốn vừa chơi game mà vừa sử dụng tai nghe và vừa cắm sạc thì gần như là chỉ có LG trong tầm này mới làm được thôi. Tại vì những sản phẩm như là Pixel này, rồi Mi 8 này, rồi là Mi Mix này, rồi là Xperia XZ này, HTC này đều đã loại bỏ đi jack cắm tai nghe 3.5 rồi các bạn ạ. Còn một cái điểm cuối cùng, mà một cái điểm mà thực sự mình thấy rằng là cũng không nên chia sẻ đâu, tại vì là với những sản phẩm đã qua sử dụng thì cái tỷ lệ mà những chiếc máy nó còn kháng nước là rất ít. Chiếc máy này thì nó sẽ được trang bị cho mình khả năng kháng nước ở tiêu chuẩn IP68. Tất nhiên là các bạn có thể đi mưa được, tất nhiên các bạn có thể là đi bơi được. Tuy nhiên thì những chiếc máy đã qua thì mình khuyên các bạn là chúng ta không nên sử dụng, không nên test cái điều này, tại vì cái tỷ lệ tạch của nó là rất cao. Rồi, như vậy trong lần này thì mình đã đánh giá lại cho các bạn về một cái siêu phẩm trong tầm giá 3-4 triệu đồng, LG V40 ThinQ. Và mình thấy đây là một cái sản phẩm mà nếu bạn nào đang yêu thích một thiết kế đẹp này, nếu bạn nào đang cần cho mình một camera tốt để chụp ảnh, để quay video, nếu bạn nào đang cần cho mình một cái màn hình hiển thị xuất sắc nhất, nếu bạn nào đang cần cho mình một cái hiệu năng tốt nhất, nếu bạn nào đang cần cho mình một cái hệ thống loa ấn tượng, thực sự LG V40 ThinQ là một cái lựa chọn không thể nào bỏ qua được, tại vì nó quá ngon. Còn nếu bạn nào đang cần cho mình một cái điện thoại pin nó siêu trâu, siêu khổng lồ, thì thực sự LG V40 ThinQ nó hơi đuối các bạn ạ. Vậy thì bạn nghĩ gì về cái sản phẩm này, và liệu rằng mức giá loanh quanh tầm là 3-4 triệu các bạn có lựa chọn sản phẩm này không? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nhớ để lại cho mình một like và subscribe nhé.